kho 30.000 một tô. Thì Nguyễn ăn bò kho mà thì Nguyễn không có ăn thịt bò, Nguyễn ăn tôm. Thích ăn cái nước lền lền của nó này, nước bò kho nó là lền kẹo kẹo này, thì Nguyễn thích ăn, không thích ăn nước lỏng. Rồi mất hết một chiếc bông, bởi đeo này hay mất luôn cả nhà, hay mất cái đít bông á cả nhà, tại cái vuốt vuốt vậy nè. Sót đây xíu thôi. Ở đây bán bình dân mà ngon cả nhà, người ta bán trong hẻm nhưng mà cũng có chỗ ngồi rộng lắm nha. Ba số 1 á, ba số 1 về Ngô Quyền, phường 6 quận 10, gần gần này, gần góc Vĩnh Viễn nha cả nhà. Muốn ăn thì ghé ở đây. Bán bò kho, bán hủ tiếu Nam Giang. Trong hẻm mà anh hay đặt cái sân rộng cả nhà, còn khách văn phòng ngồi ăn không nha. Trước tôm rẻ người ta cho tới 5 con rồi, có thể tôm mắc nên là người ta cho 4 con tôm cả nhà.
bằng miếng ăn rồi. À gì Nguyễn ăn này thì Nguyễn thích ăn cái hẹ đó. Hồi nãy mua thêm 3 ngàn hẹ, kia người ta bán 3 ngàn hẹ. Phải có ra không ăn ngon. Tại sao có nhiều clip của Hoàng Nguyễn đăng á bị bắt bình luận ta? Hay do Hoàng Nguyễn đặt cái tiêu đề? Nước lèo mập ở nhà nấu ngoài dầu mỡ nhiều á, nhà nó canh lạc á thì uống hết rồi. Những ra bà con nha.